Alo, nghe Rồi, rõ chưa? ổn hơn rồi đấy chú ạ, ổn rồi đấy. Rồi. Cái Đó. hiện tại là có rất nhiều chủ đề. Bây giờ trước mắt là một cái chủ đề là chia sẻ về cái ngành nghề của mình đang làm. Rồi, ok. Đó, thì nhiều ý tưởng quá, giờ không biết đưa nó vô. Hiện tại là cũng có nhiều kênh lắm mà mê cái môn này là cách này 20 năm rồi, cũng theo giờ theo đuổi. Rồi lúc đó kẹt việc quá thì chuyển qua làm website thời gian. Là bây giờ là mới chuẩn bị quay lại thì duyên mai gặp thầy, thầy đúng ý tưởng. Dạ. Ok, cháu vừa nghe thấy chú có nói cái câu phục phục chế đồ cũ đúng không? Đúng rồi, Cái là đồ cũ đấy là cái đồ gì? Kim khí đúng không? cơ khí đó. Thí Cơ dụ giờ khí. mình cái gì hư mình muốn chế tạo hay Dạ. mình chế ra cái bộ. Thí dụ giờ thợ sửa xe người ta muốn thí dụ chế một cái dụng cụ mài lưỡi Từ rất khoan đi. cũ, rất cũ, rất 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 tưởng Đó, như hỏng đúng rồi và làm nó lại cho nó thành mới. đúng đúng Sử đúng dụng rồi, được, vậy là đẹp đúng không? và làm cho nó mới lại và Ok. chế tạo những công cụ để làm cái đó thì bên cơ Chú khí làm được hết. có xưởng à? Thì xưởng cũng không lớn lắm, cũng ở tại Nhưng nhà thôi, có đầy đủ máy móc các thứ để làm đúng có đủ đồ chơi, không? đủ Rồi. võ nghệ. Làm chủ đề đấy đúng không? Làm chủ đề đấy cho cháu. Và tại sao cháu nghe đến cái cháu rất là thích và rất phấn khích vì chủ đề đấy nó quá ngon mà chỉ sợ không không tìm mãi cho tìm mãi mà chưa có ai làm được chủ đề đấy cháu. Cho chú xem, mà làm cái này là làm phi ngôn ngữ cho cháu nha, làm phi ngôn ngữ và ra nước ngoài luôn. Thì bây giờ trước mắt cái triển khai làm quen Vâng, với cứ làm ra lại sản phẩm trước lại đi, chú phải làm ra sản phẩm ok trước đã, làm ra một hai cái ok sản phẩm trước đã, sau đấy cháu cân cân nhắc. ok Vâng, thì dạ cháu cũng thích cái chủ đề này, thực ra cháu cũng thích, cơ mà nó cần phải có người có điều kiện, thời gian cũng như là khả năng làm được đó. Đó, thì thấy nếu như nước ngoài khoái coi mấy cái đồ mà ve chai mà sửa lại lắm. vâng, chú Lâm à? Quý tên À, chú quý 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 Hồng chú Lâm Quý Lâm Hồng Quý á, Lâm Lâm Hồng Hồng Quý. Quý. Vâng, thế thì chú cứ triển khai nhé, triển khai xong là bao Dạ giờ có ra được video đầu tay ok thì gửi cháu xem. Đó, nếu mà ổn thì chúng cháu mình kết hợp đẩy nó ra nước ngoài luôn. ok rồi, Yeah. mai mai kiếm cái máy, tại vì đây là làm đồ thợ cát thì nó có máy cũ nhiều lắm. Nhớ là phải Cảm những cái cũ ấy, những cái hình ảnh và những cái thước phim lúc nó cũ rỉ ấy, là cái rất đáng giá đồng tiền nha. Càng dạ rỉ càng tốt, càng cũ càng rỉ càng tốt. Mà cái thứ máy móc ấy thì đa phần mình phục chế ổn, bởi vì cái chất liệu của nó ổn mà. Vì ngày xưa cháu cũng học cơ khí cho nên là cũng cũng hiểu một tí tí. Nhưng mà không có duyên theo ngành cơ khí, nhưng mà nhìn cái chủ đề này thèm quá, định về liên hệ lại với cả một số thầy ở trường, nhưng mà lâu quá rồi cháu không về, với cả cũng nhiều nhiều việc ấy. Nhưng mà phải quan trọng nhất là có đam mê ấy. Đam mê làm cái này nó mới ấy được, bởi vì có đam mê cái này phải bắt buộc phải tham mê. Dạ. Đó, thì chú cứ làm đi nhá, triển khai ra một video đầu tiên đi. Góc quay chú phải tham khảo cho cháu, gõ những cái kênh kiểu như này để mình tham khảo những góc quay rồi nhá, nghiên cứu thêm về những cái góc quay rồi là cách cách người ta quay. Thực ra cái video mà cháu vừa cho chú xem này nó là cái quay nó không không quá cầu kỳ đó, nhưng cái hướng nếu mà làm thôi được rồi, chú cứ ra một sản phẩm video đi, xem những cái kênh đấy trước đi, để mình ra một sản phẩm video xong là về sau gửi cho cháu đi, xong là cháu xem và cháu điều chỉnh cho, nếu mà ổn được thì chú cháu mình kết hợp Ok, đó. rồi. Trước Mà mắt là bắt bắt tay từ những cái máy động cơ xe gắn máy mình đi ha. vâng, ok mà, và mình làm nó, hãy nhớ là cái yếu tố về cũ rất quan trọng, before after rất quan trọng, được chưa? Đó, ok, rồi nha chú, có gì chú gì nhắn cho cháu nhé. Rồi, chào thầy. Vâng, Rồi. ok ạ, Rồi, cảm ơn rồi thầy. chắc là hết rồi đúng không ạ, mọi Hết người rồi đó, hết rồi. hết rồi đúng Út không? Hay quá, chủ đề cuối cùng của chú Quý này thực sự rất cảm hứng, bởi vì là cái chủ đề này nó đã đợi chờ tìm, tức là đã tìm người ấy để có cái kỹ năng và cái khả năng để làm nó từ 2 năm trước rồi, nhưng mà
chưa tìm được ai mà thực sự là phù hợp để triển khai cái đấy. Đó, thì chú Quý mà làm được cái thì tốt quá, hay quá, chủ đề Rồi, ổn. ok, Đương nhiên rằng sáng là ra. chủ đề ổn đấy, nhưng mà mình làm thì không phải là làm phát lên ngay đâu, nhưng mà biết là chủ đề nó ngon là được rồi. Đó. Đó. Còn Có đâu, chuyển giọng vâng, thôi. mình có triển vọng đó, thì mình triển Dạ. khai, nhưng dù sao làm cái vẫn rất 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 rất, rất là thích, bởi vì cháu nhìn cái chủ đề đấy cháu rất thích. Dạ. Ok rồi.